Tôi đến từ website fordomi.info. Hôm nay tôi sẽ làm một clip hướng dẫn cho bạn một cái trick nhỏ trong guitar, đó là dùng kỹ thuật trôn technique. Trôn nghĩa là kỹ thuật lăn tay. Nếu các bạn tập được kỹ thuật này thì nó sẽ giúp cho các bạn tạo điểm nhấn trong cái việc chơi những cái bản điểm hát hay là bản solo hay trong quá trình chơi guitar của mình nó thêm màu sắc. Kỹ thuật trôn tập không khó, cho nên các bạn cố gắng ứng dụng nó. Mình đi vào luôn cái bài hướng dẫn. Thì như các bạn đã biết thì trong cái việc đánh điệu slow rock, chúng ta đánh rải từng dây bát 3 2 1 2 3 bát, nghĩa là chúng ta rải từng dây, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn trên dây 3 dây 2 dây 1, và chúng ta có điệu van, chúng ta đánh 3 vòng lúc, nghĩa là chúng ta dùng 3 ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn đánh cùng lúc trên 3 dây 1 2 3. Vậy ở giữa cái khoảng trống giữa từ việc rải và đánh 3 dây cùng lúc, nó sẽ có một cái kỹ thuật trôn, đó là chúng ta đánh 3 dây này một cách nhanh. Các bạn nhìn này. Hoặc là 4 dây. Nghĩa là chúng ta phải đánh giả rải 3 dây này, nhưng mà đánh nhanh để nó tạo một cái hình một cái phách, giống như chúng ta đánh 3 dây cùng lúc. Ứng dụng nó ra sao? Ví dụ như thay vì chúng ta đánh điệu van như thế này, chúng ta có thể đánh như thế này. Hay điệu slow sụp chẳng hạn, bát 3 2 1 3, chuyển hợp âm 3 1, chúng ta có thể đánh như thế này. Trong việc chơi solo cũng vậy, ví dụ như một bản solo chúng ta đánh bật, có những cái lúc mà chúng ta đánh 2 dây cùng lúc hay 3 dây cùng một lúc như sau chẳng hạn. Thì chúng ta có thể dùng kỹ thuật roll như sau. Ok. Kỹ thuật trôn này thì nó cũng đơn giản, các bạn có thể tập vài lần nó sẽ quen và nó mượt cái tay. Chúng ta có thể tập từ từ từng lúc, 3 giây cùng lúc. Để khi nào chúng ta chuyển nhanh, tăng nhanh lên nhưng mà nó phải tạo một khoảng trống đều nhau. Hay là 4 nhận, rồi sau đó chúng ta lên 4 ngón tay. Rồi, chúc các bạn tập luyện thành công. Chúc các bạn một mùa Tết vui vẻ. Hẹn các bạn trong một những clip khác mà mình có thể chia sẻ thêm những kỹ thuật khác để giúp các bạn làm cho các bài hát, điểm hát thêm màu sắc. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích cái chùm clip trước đây và như bây giờ cũng như sau này thì các bạn có thể like và subscribe cái kênh YouTube của mình để ủng hộ. Các bạn cũng có thể vào cái Facebook fordomi.info. Chào các bạn. Hẹn gặp lại.